Giá heo hơi hôm nay ngày 8 tháng 11 hầu hết giảm tại các địa phương. Giá heo hơi giảm, người chăn nuôi cầm chừng chờ thời cơ, tại miền Bắc quanh mức trung bình 51.000 đồng 1 kg. Theo khảo sát, giá heo hơi tại miền Bắc giảm 1.000 đến 2.000 đồng 1 kg. Trong đó, giá heo hơi tại hai tỉnh Lào Cai và Hưng Yên được thu mua với giá 50.000 đồng 1 kg và 51.000 đồng 1 kg, ngoại trừ hai tỉnh Bắc Giang và Phú Thọ thu mua với giá ổn định. Các địa phương còn lại đều giảm 1.000 đồng 1 kg còn 50.000 đến 52.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 50.000 đến 52.000 đồng 1 kg. Còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Thời điểm hiện tại, người chăn nuôi heo đã và đang tái đàn để cung ứng nguồn thực phẩm cho thị trường tiêu dùng cuối năm, theo báo Yên Bái. Tuy nhiên, từ giữa tháng 9 đến nay, giá heo hơi liên tiếp giảm và hiện tại còn 50.000 đến 52.000 đồng 1 kg khiến không ít hộ chăn nuôi có tâm lý e ngại tái đàn. Ngành nông nghiệp đã yêu cầu các cơ quan chức năng và địa phương triển khai những giải pháp cân đối cung cầu, góp phần ổn định giá cả thị trường. Câu hỏi được nhiều người đặt ra là liệu có xảy ra tình trạng thiếu nguồn cung thịt heo vào dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán 2024? Về việc này, ông Ninh Trần Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh khẳng định, tình hình chăn nuôi heo của các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại trên địa bàn đang khá ổn định. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên thấp nhất 49.000 đồng 1 kg. Chi tiết, ba tỉnh Nghệ An, Quảng Ngãi và Khánh Hòa cùng giảm 1.000 đồng 1 kg còn trong khoảng 49.000 đến 52.000 đồng 1 kg. Các tỉnh còn lại không có điều chỉnh về giá. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 49.000 đến 53.000 đồng 1 kg, giá heo hơi hôm nay tại miền Nam cao nhất 55.000 đồng 1 kg. Thị trường heo hơi khu vực miền Nam tăng nhẹ, cụ thể, heo hơi tại tỉnh Sóc Trăng được giao dịch ở mức 53.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay trong khoảng 51.000 đến 55.000 đồng 1 kg.